bộ bà ba lụa lèo mà chồng của tôi bận 20 năm về trước. Lượt sau cùng ảnh bận là buổi tối mà sáng ra ảnh ra bên Mỹ Thuận để về tỉnh Mỹ Thuận. Hơi em của chồng tôi còn giữ tới bây giờ. Hễ có mỗi lần trời trở xuân. Gửi niềm biên nhớ băng khoăn hồi xưa anh đi, tôi xếp lại tàn y để đi buồn ôm ấp làm vui. Bà ba kỷ niệm tấm mồ hôi của anh tới bây giờ. Tớ tầm kia đã cổ tàn y sắp rã tan, mà tớ lòng sao vẫn vẹn như tình thở còn xưng vui đẹp đẽ vô cùng. Tưởng cho tâm tình của người yêu tâm mặn, mang khổ đau im lặng cắn răng nuôi con suốt 20 năm trường. Xin lễ năm xưa chẳng nỡ trang, cũng không tóc lụa nhung quà. Đến trận rồi ngày tàn mà khốn khổ vẫn còn vương mang. Những kỷ vật này mà chỉ còn cắt giữ cho tới ngày nay. Phải chi anh Hương, anh còn sống thì anh cảm động biết chừng nào. Thầy nói sao? Anh Hương, anh đã chết rồi chị à. Chồng tôi chết rồi. Chết rồi sao? Anh chết ở bến đò Rạch Miên, lúc quê hương mà khói lửa đang binh. Trong xuồng con rời khỏi mái gia đình, hai đứa thường đem chuyện nhà ta để mà tâm sự. Hãy nhắc tới người Vĩnh Long để thương để nhớ. Anh ngọt ngào dùng 3 tiếng mang con an, rồi một chiều kia anh xa lánh trần gian. Tôi ở bên cạnh anh cho đến khi anh tàn hơi nhắm mắt. Trước khi chết, anh có trao cho tôi một kỷ vật. Lúc bình yên, tôi đã tìm chị khắp tỉnh Vĩnh Long. Nay bất ngờ gặp chị ở đây thì kỷ vật của anh đây. Chị hãy nhìn cho kỳ. Kìa, chiếc càng ra yên. Bàn tay và bộ thốt da thịt chồng tôi đây mà. Đây là ánh mắt mình. Mà con em Mình cũng sống đây sao? Mình
Phải, tôi còn sống đây. Tôi vẫn còn đứng trước mặt mình đây. Mình ơi, tôi đứng đây mà tưởng chừng như đang đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Khi mình quấy xuồng tắt bến để trở lại với hai con, bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn, con nước lớn lục bình trôi rời rạc. Chiều đã xuống mặt trường giang bát ngát, mà bóng người thương lần quất vừa xong đây. Tôi liên tưởng đến ngày sau mình sống lắng đần trên dòng đời, không bảo bọc được mẹ con mình. Suốt 20 năm trường tôi dai rứt trong tim, không phải trước mặt mình đấy, tôi nói để được mình thương. Hồi đó tôi đã đi tìm mình khắp tình Vĩnh Long. Ôi sông dài có thấy đâu tâm cá, mà trời sao cũng dắt bằng tinh hồng. Hồi đó chờ mình mỏi mòn không được, được lệnh tản cư, tôi phải dắt hai con xuống miệt Trà Vinh. Lúc hồi cư, tôi trở về gian nhà cũ mấy năm, không có mình tôi buồn tôi khổ. Từ con đường mòn nhỏ đến cầu giang dưới sông, đâu đâu cũng làm cho tôi càng thương càng nhớ hình dáng của mình. Chưa nào ngồi giá áo cho thằng Hồ với con An, tôi cũng nghe văng văng tiếng người hàng xóm hát ru con. Âu ơ gió đưa bụi chuối sao hè, anh mê vợ bé bỏ bè con. Tuổi phận mình mà lễ phải trào tuôn, làm thân vợ bé chồng bỏ về với vợ lớn. Phải sống vất vả nuôi con mà miếng đời còn nguyện rua. Người ta sao không tha thứ một kiếp hồng nhan khổ lụy vì tình. Ba con An có nhớ không, khi mình thấy tôi cực khổ, mình thường dĩ tôi như loài chim dương nga. Phải, mình chính là con chim dương nga ở vùng băng tuyết, sinh con ra đời lúc trời mới vào đông. Chim trống đã cất cánh bay xa vào trong sương gió mịt mùng, chim mái ở lại núi con cho tròn phận mẹ. Mặt đất trải da băng, thức ăn không có, chim mẹ phải mổ thịt mình mà nuôi dưỡng các con. Rồi mòn mỏi chết đi vì kiệt sức, trong khi đàn con vẫn còn tiếp tục sống bằng xương bằng thịt của mẹ mình. Mùa đông tàn, dương nga con cũng vừa lớn, nó nuôi cánh bay cao. Mình ơi, mình là hình ảnh con dương nga cao đẹp. Nhưng từ nay tôi xin phép được thay mình mà chăm sóc đàn con mình. Mà con An, mình nghe ngọt quá.